chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ tư của năm Ất Mùi và thời tiết dường như vẫn khá là ủng hộ cho các hoạt động vui chơi đón Tết của người dân. Với các tỉnh miền Bắc thì ngày hôm nay trời chỉ nhiều mây vào đêm và sáng, trong khi đó thì thời gian còn lại trong ngày trời chuyển nắng ấm với nền nhiệt lúc trưa chiều đạt ngưỡng từ 25 cho đến 27 độ. Theo dự báo của các chuyên gia về thời tiết thì trong đêm nay và ngày mai, bao trùm toàn bộ khu vực, tiếp tục là khối khí lạnh có cường độ suy yếu. Do vậy, thời tiết nhìn chung sẽ không có nhiều khác biệt so với những ngày vừa qua. Có chăng thì tình trạng nhiều mây kèm theo sương mù sẽ có xu hướng là gia tăng hơn trong khoảng thời gian đêm và sáng. Do độ ẩm không khí lúc này là khá cao, đạt mức khoảng 90-94%. Tuy nhiên, sau 8 giờ thì hiện tượng sương mù này sẽ nhanh chóng tan nhanh và nhường chỗ cho nắng xuất hiện. Nền nhiệt vì thế sẽ tăng nhanh từ mức 20 đến 21 độ trong buổi sáng lên mức 26 đến 28 độ trong buổi trưa chiều. Riêng các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc như là tại khu vực Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của Sơn La, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao từ 29 đến 31 độ vào thời điểm giữa trưa nên sẽ có cảm giác là hơi nóng. Như vậy thì thời tiết của ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết của chúng ta sẽ vẫn diễn ra khá thuận lợi và sẽ không gây trở ngại gì đến những chuyến du xuân của người dân. Xuống đến khu vực miền Trung, trong đêm nay và ngày mai thì tại các tỉnh thành khu vực Thanh Hóa, Nghệ An trở vào cho đến khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, trời cũng nhiều mây và chỉ se lạnh trong khoảng thời điểm nửa đêm về sáng. Còn ban ngày, trời tạnh ráo và có nắng, nâng mức nhiệt lên 26 đến 28 độ. Hoạt động vui chơi giải trí của người dân hay là các lễ hội chùa chiền đều có thể diễn ra thuận lợi và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. Với các tỉnh khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trời hầu như là không có mưa. Ban ngày tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày, dao động trong khoảng là 29 đến 32 độ. Với trạng thái nắng nhiều nhưng với mức độ không quá gay gắt thì nơi đây sẽ vẫn là điểm đến khá lý tưởng cho những ai thích tham gia các hoạt động du xuân cũng như là du lịch biển trên giải đất xinh đẹp này. Điểm đến cuối cùng sẽ là các tỉnh thuộc giải đất phía Nam. Trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết trên khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa và nắng nhiều. Nền nhiệt trên khu vực vì thế vẫn duy trì ở ngưỡng cao, phổ biến trong khoảng 29 đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ ở khu vực Nam Bộ. Thời tiết nhìn chung vẫn khá thuận lợi cho hoạt động vui chơi đón Tết của người dân phương Nam. Trong tiết trời nắng ráo, người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ đổ xô đến các khu vui chơi giải trí để vui xuân. Nhiều khu du lịch đông nghẹt người, các bãi đỗ xe không còn một chỗ trống. Tuy nhiên, tiết trời nắng nhiều và khô hanh cũng khiến cho nhiều người thấm mệt sau một buổi vui chơi. Chúng ta nên mang theo đầy đủ áo mũ che nắng, nước uống và thực phẩm để đảm bảo sức khỏe vui chơi trong dịp Tết này. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, thời tiết tốt tiếp tục duy trì trên hầu khắp các vùng biển của nước ta, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ Bắc trở vào cho đến Nam trên khắp các vùng biển chỉ duy trì gió yếu nên sóng không cao và biển cũng chỉ gợn sóng nhẹ. Thời tiết nhìn chung sẽ tiếp tục ủng hộ cho các hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là thời tiết cả nước trong ngày mai, ngày mùng 5 Tết vẫn còn khá thuận lợi cho hoạt động vui chơi giải trí. Chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có ngày nghỉ lễ cuối cùng trong dịp Tết Nguyên đán thật vui tươi với sự ủng hộ của thời tiết. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.